chung một video về cuộc thi tán của thằng màu cam và màu xanh. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc thi tán hai đứa nó như chó với mèo vậy, tán qua tán lại và không có thể nào mà kết thúc được, không có hồi kết đâu. Và hôm nay ta sẽ tiếp tục trở lại cuộc thi tán của hai đứa nó thôi. Let's go. Thằng cam nó vẫn bị tán nhiều hơn thằng màu xanh. Bây giờ để xem xì lắp bazooka hỏa tiễn. Hả? Cái này nó nhanh quá nên kiểu nó tạo ra một cái chiều không gian khác luôn á. Thằng nào dính là thằng đó ăn tán. Với gọi là toàn bộ những cái định luật mà chúng ta được học thì liệu cái cú tán này sẽ dính vào ai đây? Ngu dữ vậy mày, mày ngu dữ vậy. Ok, màu cam đã trả thù được rồi. Handsome slap, có nghĩa là cú tán đẹp trai. Cú tán này luôn sao? Mở cửa. Gì vậy? Ui, cửa giặt mặt sao cái mình đẹp trai hẳn ra. Để lấy tôi thử nha. Hơi bị chát đấy. Có mèo win. Ui, gái dí kìa. Ok, đặt thêm lần nữa coi coi đẹp trai không. Ui, mêu quyên. Ê, cánh cửa này ở đâu vậy? Cho xin với. What the hell? Cái đám Amomus kia phải con trai không vậy? Lao sao at the end. Ok, lưu ý nha, âm thanh khúc cuối sẽ khá là ồn đấy, đừng có ấn vào cái nút. À, đây là một cái chủ đề mà tôi đã từng chơi game rồi. Cái game đó kêu là chúng ta đừng có ấn vào cái nút, nhưng mà ấn vào cái nút thì nó nhiều chuyện nó sẽ xảy ra. Đừng có ấn. Mẹ ơi, ấn luôn chắc. Cái này nó giống gacha á mọi người, kiểu hên xui may rủi á. Đây đây coi thằng màu cam nó được cái gì. Oh no, mày xong mày rồi. Hả? Có nghĩa là bất cứ thứ gì nó cũng gọi là mang xui xẻo đó cho chúng ta. Chắc chắn là cái này là Huề. Huề. Ok, không có ai có điểm cả, hai thằng đều bị tán mà. Cái gì đây? Rock paper scissors. Cú tán kéo búa bao, nghe lạ dữ vậy. Xem coi. Mày giỡn mà. Ê, cái này là đấm luôn rồi đó. Kéo búa bao. Mày chọt lên hai con mắt. Hợp lý. Lại nè, bức quá tâm nè. Kéo búa bao. Hả? Bra. Trời ơi, chơi kéo búa bao mà nó tua hết 3 trận luôn. Bị đấm là đúng rồi. Slap everyone. Hả? Hai thằng màu xanh. À, nó muốn dùng hình dạng của thằng màu xanh để đi tán cảnh sát, để cho thằng màu xanh mang tội. Oh no. Kiếm chuyện, kiếm chuyện. Cái này gọi là gì? Ném đá giấu tay mọi người ạ. Cái gì mà có... What the hell? What? What? Ok, sau khi ném đá giấu tay xong rồi, để coi coi thằng kia nó có bị nghiệp quật không. Oh, công lý ở đây đây nè mọi người. Xong rồi màu cam mà. Nghe. Thôi xong. Thôi xong. Xong ông cháu rồi. Xong ông cháu rồi. Ồ, tôi nói lộn rồi. Tại màu xanh nó bị gì? Diễn lên khá là hùng hồn kiểu tụi nó không dễ bị lừa đâu. Nhưng mà không, bị lừa hết. 10, 13. Thằng này thủ đoạn thâm độc. À, bonus. Cái gì đây? Cái này làm tôi hơi nghi ngờ nha. One for all slap. Dành cho ai chưa biết thì One for all là cái biệt danh trong một cái bộ anime, là cái bộ Hero Academy á. Có một người là One for all, là cái ông mà On Mai rồi có cái tiền nhiệm cái kiểu đó. Thì cũng có On for one nữa, nhưng mà On for one là phản diện, còn One for all là một cho tất cả mọi người. Để coi coi cú tán này như thế nào. Đấy, đấy. Ồ. Deku.
Các màu sắc đó là những cái người mà sở hữu cái sức mạnh này, những cái người tiền nhiệm mọi người. Một cho tất cả. Cái này không phải tay nữa, cái này để tay vào khe đít luôn á mọi người. Ok, sắp bằng tỷ số rồi đó nha. Bicycle Slap, cú tán xe đạp. Nghe tên nó phàn ẻ luôn. Bicycle Slap. Đừng có nói với tôi là xe đạp không vi phạm nha. Xe đạp mà vượt tốc độ cao vẫn bị công an hốt nha mọi người. Đứng lại. Ủa coi tụi nó đấm nhau rồi. Mình nghĩ chuyện này hoài quá mọi người. Gây tai nạn. Ồ, mình nghĩ chuyện này hòa rồi. Yeah. Chắc chắn là hòa. Có nhân vật thứ ba là chắc chắn tụi bay hòa rồi. Gì đây? The Cake Alive Slap. Cái bánh này là một cái bánh mà kiểu là chon chon Việt Nam. Su. Lớn thế. Dễ. Hơi nghi ngờ. Ê, cái bánh kem này được làm từ đá thiên thạch hay là được làm kiểu hắc diễn thạch hay gì vậy? Nổ rồi bắn rồi đùng 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 đàng 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 mà bánh nó không bể. Bánh kem người ngoài hành tinh à? Hả? Cái bánh kem này nó vượt qua ngoài tầm vũ trụ, tầm hiểu biết của nhân loại rồi. Quá tệ. Thằng màu xanh nó cầm không được nhưng mà thằng màu cam lại cầm được. Dead Not Slap, tôi thích cái này này. Quyển sổ tử thần. Đâu để coi coi. Tên mày là gì? Người mà được ghi tên vào đây sẽ tự tán bản thân mình. Ok, cái này không phải Death Note nha mọi người, cái này là Slap Note, có nghĩa là cái người mà được ghi tên sẽ tự tán mình. Tôi cũng muốn có một cuốn này. Thằng này cũng có sao? Ui. Ui, trong lúc mà mày đưa cái cuốn sổ đó ra thì tao đã nhanh tay hoán đổi. Trời ơi, cuốn của mày là giả, cuốn của tao mới là thật nè. Trong lúc mà mày hoán đổi, trong lúc mà mày sử dụng những cái chiêu thức hoán đổi thì tao lại một lần nữa hoán đổi thêm một lần nữa. Bloodshot quá vậy. Cho nên cuốn của tao đã trở về đúng với lại chủ của nó, cuốn của mày mới là giả. Không thể nào. Trong lúc mà mày đổi tư thế với tao, mày đổi cuốn của tao và tao đổi cuốn của mày và mày đổi cuốn của tao thì cuối cùng tao lại một lần nữa trao đổi của mày. Không thể nào. Thôi dài quá, tự tán mình đi cho nhanh. Gì đây? Rest day. Tập này là tập nghỉ cho nên không có tán nhau. Ok. Super Saiyan Slap. Ủa tôi nhớ cái này có mà. Gì đây? Ok. Má ơi, nó lên trạng thái siêu Saiyan luôn rồi. Một tán của nó là chắc kiểu đi một vòng quanh thế giới luôn mọi người. Ok. Ok. Yeah. Kaioken, Kaioken. Kiểu giống như là các bạn có biết là siêu nhân mà đánh nhau với yêu quái phải coi coi là tụi nó biến hình xong chưa. Thì ở đây cũng vậy, khi mà đánh nhau với cái bọn Saiyan á, phải ngồi để nó gồng nữa, xong mới được đánh mọi người ạ. Gồng hơi lâu rồi đó. Cái bọn Saiyan này nó bị cái gì ấy. Mày gồng đi, mày ngon mày gồng nó đi. Tán mày chết. Spirit Bomb Slap. Tôi không biết dịch như nào nhưng mà kiểu như là đây là một cú tán mà bơm linh hồn. Spirit là linh hồn, bơm là quả bơm. Đấy, chắc là tán vào kiểu nội tâm luôn á mọi người. Uầy. Uầy. Cú tán nội tâm hả? À, đây là cú tán quả cầu gì đó. Kinh khi này, kinh khi gì đó, bla bla bla. Tôi không nhớ cái tên vị sub của nó lắm. Uầy. Take my energy. Oh!
Giờ phải làm gì đây? Không né là mình chết. Ổn vậy? Wow. Ok, 16 rồi, thằng màu cam luôn luôn thua thằng màu xanh. Training Arc Slap rồi, ok. Gì đây? Đi luyện tập. Đi bái sư học nghề để mai mốt quay trở lại tán thằng kia. Tinh tinh tinh. Đúng rồi. Hết đất. Nâng tạ. Luyện tập. Đúng rồi. Ok đó. Lên. Ok, bây giờ ngang ngửa ông thầy luôn rồi. Quá đỉnh, quá đỉnh. Thưa thầy, con xin phép được xuất sư. Đi quay trở lại tìm thằng màu xanh. Trong lúc mày đi bái sư học nghề thì đối phương cũng đâu có rảnh đâu mà ngồi đợi mày. Đối phương cũng đi bái sư học nghề. Trời ơi, nhìn cái múi cơ của nó kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nhân đôi nữa là 14 cục cơ. Mày chỉ có 4 cục thôi, mày xong mày rồi. Thưa thầy, con muốn xuất sư. Mày đi đâu? Đi đâu? Switch game slap. Hình như có. Tinh 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 tinh. Nó. Nó. Chết cha rồi. Dấu ít là mình đi. Oh no. Dấu ít. Nó. Hết rồi. Lỗi, lỗi, lỗi. Không xác nhận được. Ok, thằng màu cam cuối cùng cũng đã trả thù được một lần. Gì đây? Low dry machine slap. Cú tán máy giặt. Má nghe phản ỉa luôn. Đâu, để coi coi. Đi vào. Xoay. Oh. Ui, thằng này kiểu nó bất chấp chiều không gian luôn. Ảo vậy. Ok. Thằng màu cam chắc chắn là vượt lên rồi. Gà tán cái. Ui, huề sao? Chừng này mà huề sao? Oh my god. Summon a demon. Một cú tán chịu hồi quỷ dữ. Coi ai chịu hồi quỷ dữ đây. Không phải chịu hồi quỷ dữ mà là chịu hồi Herobrine. Ui, quỷ dữ. What is that? I will find you. Oh, and I will kill you. Cái gì đây? Shinra Tensei. Từ để tôi đọc tiếp. Abaraka gì? Hatoma gì? Hatoho hả? Shinra Tensei Thái Dương Thần Công bla 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 bla. Ok, huề đi. Quỷ dữ này nó khùng quá, nó loạn quá, không ai kiểm soát được đó đó. Slapology. Cú tán xin lỗi. Tán yêu hả? Xin lỗi vì bấy lâu nay đã tán mày. Tao muốn tặng cho mày món quà, coi như chuộc lỗi. Xin nãy nhận lấy tấm lòng thành của tao. Cảm thấy tròn VN nha ta. Gì đây? Quỳ xuống mà xin lỗi. Quỳ xuống mà xin lỗi. Mày nghĩ tao dễ xin lỗi mày lắm gì á? Tao chỉ muốn hạ gục mày thôi. Banana peel slap củ tán vỏ chuối. Đâu? Khi mà nó đạp tới cái chuối của mình, nó sẽ bay đi. Mình sẽ lợi dụng cơ hội đó, mình sẽ đấm vô bụng của nó. Lý thuyết là vậy, để coi thực hành coi. Thường mấy pha này thằng màu cam dễ bị hố lắm. Chuẩn bị này, coi màu cam này. No. Gì đây, trận này mà huề sao? Tôi cảm thấy là thằng màu xanh nó chiếm lợi thế hơn mà. Samurai slap, cú tán samurai. Ôi. Ôi, chém ra một cái khí tức kiếm khách hình cái bàn tay luôn, ghê 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 ghê. Ôi. Ôi, chém bay cả không gian thời gian luôn, cả vũ trụ luôn. Rồi, 15 trên 17 rồi. Để coi coi cái tiếp theo. Fast slap, cú tán mập điệp, tạm gọi là vậy đi. Ăn đi. Bây giờ tao sẽ mập. Tao ăn nhiều tao sẽ mập. Rồi bây giờ mày ngon mày tán tao đi. Tán không tới. Tán không tới.
Oh no. Nè cho mày cái cây nè, tán tao đi. Mày. Ô. Mập là một lợi thế mọi người ạ. À. Ok, cái cuối nè. Phải hoài nha. Sen.ese đúng không? Cái con mà bộ xương hả? Đúng không? Đúng rồi, Sen. Ok. It's a beautiful day. Im mồm. Bruh. Ui. 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 Sen slap. Đó mạnh điên. Sen mạnh điên. Ui. Màn này mới gọi là màn đánh chùm nè mọi người. Oh no, xanh đi rồi. Oh no, 1-1. Oh no. Gì đây, thằng này cũng có trạng thái đó luôn sao? Oh my god. Quá mãn nhãn. Quá là phê. Ba thằng nằm đó luôn, ba thằng chết hết. Không, hai thằng chỉ còn nhúc nhích. Mỗi thằng còn một máu. Mình nghĩ là hai tụi nó sẽ tán nhau và trận này sẽ là huê. Nè nè nè, hai đứa mà hai phai cái là tụi nó chết nè. Coi nè, coi nè, huề chắc luôn. Hai thằng đều cộng một. Vậy là cái thằng mà bị trừ điểm là cái thằng Sen đúng không? Ok. Vậy là đây là những gì ở tập 2 của cuộc thi tán trong à bông ớt. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Và nếu các bạn chưa xem ở tập 1 thì các bạn có thể click vào đây. Chúng ta sẽ xem được tập 1. Tập 1 tụi nó tán nhau cũng kinh khủng lắm mọi người. Nhớ xem hết nha. Còn bây giờ thì bye bye. Peace.